Luis Suarez đạt thỏa thuận tái ngộ Messi. Luis Suarez kết thúc hợp đồng với Gremio vào cuối năm 2023 và mọi thứ chỉ ra rằng anh sẽ gia nhập Inter Miami để tái hợp với người bạn Lionel Messi. Luis Suarez đã đạt thỏa thuận miệng để trở thành quân tiếp viện của Inter Miami bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Từ đã 36 tuổi, người Uruguay sẽ chấm dứt hợp đồng với Gremio vào tháng tới, do đó có thể đến MLS với tư cách là cầu thủ tự do. Ở Florida, anh sẽ thực hiện mong muốn tái hợp với người bạn thân Messi để nối lại mối quan hệ hợp tác nổi bật như tại Barcelona. Điều này đã được tờ Empire của Uruguay và nhà báo Cesar Melo đưa tin. Theo đó, cầu thủ từng khoác áo Ajax Amsterdam, Liverpool và Atletico Madrid sẽ ký hợp đồng với Inter Miami trong một năm, kèm theo lựa chọn thêm một năm. Suarez chiếm vị trí của Jose Martinez để lại sau khi tiền đạo người Venezuela được xác nhận sẽ ra đi. Trên thực tế, tuyển thủ người Uruguay đã cố gắng đến vào tháng 7, nhưng câu lạc bộ Brazil đã không đồng ý chấm dứt hợp đồng sớm. Quân bài mà Inter Miami đang thiếu là Suarez, nhưng ông chủ David Beckham và Jorge Mas không thể đem về vài tháng trước do sự phản kháng của Gremio. Đội bóng đã chứng kiến tiền đạo này ghi 22 bàn ở Porto Alegre. Tuy nhiên, liên lạc giữa Suarez và Miami không bị cắt đứt, mà những ngày gần đây, hai bên đã trao đổi email với nhau. Hai gia đình Antonella Roccuzzo, bạn cũ của Sofia Banbi, cũng như con cái ở các ngôi sao, chuẩn bị trở thành hàng xóm một lần nữa, giống như ở xứ Catalan. Ronaldo hoãn ra mắt WWE. Lịch thi đấu của Al Nassr được cho rằng là lý do khiến Cristiano Ronaldo không thể ra mắt làng đô vật giải trí của sự kiện WWE Crown Jewel. Theo Fightful, thông qua Relevo, Cristiano Ronaldo đã tham gia thảo luận với WWE, công ty đô vật giải trí hàng đầu thế giới, cho màn xuất hiện tại sự kiện Crown Jewel dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11 tại Ả Rập Xê Út. Trong quá khứ, WWE từng bắt tay với nhiều người nổi tiếng như là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, huyền thoại quyền Anh Floyd Mayweather, Wayne Rooney và sự xuất hiện của Ronaldo được kỳ vọng giúp WWE mở rộng thị trường, đặc biệt là tại châu Âu. Các thông tin cho rằng Ronaldo sẽ thượng đài cùng với John Cena, một trong những nhân vật nổi bật nhất nổi lên từ ngành đấu vật giải trí. Tuy nhiên, theo tờ Goal, khả năng CR7 xuất hiện tại Crown Jewel là bỏ ngỏ, bởi thời điểm sự kiện diễn ra lại trùng lịch thi đấu của Al Nassr thuộc khuôn khổ Saudi Pro League. Có thông tin cho rằng Ronaldo vẫn có thể góp mặt tại Crown Jewel sau khi trận đấu với Al Khelaif kết thúc. Nếu những nỗ lực từ hai bên không thành, người hâm mộ hứa hẹn sẽ vẫn được thấy siêu sao người Bồ Đào Nha trên sàn đấu vật trong tương lai, bởi WWE quyết tâm dùng chân sút 38 tuổi làm bệ phóng sang các thị trường mới. Erik ten Hag bị tước bỏ quyền lực. Tương lai của chiến lược gia người Hà Lan sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định đến từ Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe dự kiến sẽ sớm mua lại 25% cổ phần của câu lạc bộ Manchester United và trở thành người đồng sở hữu mới của câu lạc bộ. Theo tờ iNewspaper, thương vụ này có thể được phê chuẩn vào tuần tới, nhưng cũng có khả năng kéo dài đến cuối tháng 11. Vị tỷ phú người Anh được cho là sẽ toàn quyền kiểm soát các vấn đề thể thao ở Old Trafford, thế nên tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag đang nằm trong bàn tay của Sir Jim. Như chúng ta đã biết rất rõ, người duy nhất đưa ra quyết định liên quan đến khía cạnh thể thao của Manchester United trong tương lai sẽ là Sir Jim Ratcliffe, ký giả Fabrizio Romano lên tiếng hồi cuối tuần trước. Sau hai thất bại mối mặt liên tiếp với tỷ số 0-3, hiển nhiên là tương lai của ten Hag đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ tờ iNewspaper, thì Ratcliffe sẽ sớm có phán quyết. Và trước mắt thì ten Hag đồng thời có được niềm tin từ Sir Jim. Tuy nhiên, dù không đưa ra quyết định sa thải, tập đoàn Ineos sẽ giảm bớt trách nhiệm của ten Hag, hay nói cách khác thì quyền lực của chiến lược gia người Hà Lan sẽ bị suy giảm. Theo đó, Sir Jim được cho sẽ sớm tiến hành một cuộc đánh giá tổng quát tại Manchester United để xem xét những hoạt động không hiệu quả của câu lạc bộ và đưa ra giải pháp cải thiện. Tuy vậy, có một thay đổi đã sớm được ông lên kế hoạch thực hiện và nó liên quan đến công tác chuyển nhượng. Cụ thể hơn, cựu thuyền trưởng của Ajax Amsterdam sẽ không còn được toàn quyền quyết định trong quá trình mua bán cầu thủ tại Old Trafford. Pepri báo tin vui cho Barca. Theo tờ Sport, hàng tiền vệ của Barcelona sẽ được gia cố sau khi Golden Boy của họ trở lại tập luyện. Cuộc khủng hoảng chấn thương đang diễn ra tại Barcelona đã gây thiệt hại nặng nề cho câu lạc bộ xứ Catalan. Hậu quả là đội bóng của Xavi Hernandez đã không có kết quả có lợi ở những trận đấu mà họ chiếm quyền kiểm soát thế trận. Các cầu thủ trẻ như là Lamine Yamal hay là Maguire có thể tỏa sáng ở những trận đấu nhất định, nhưng họ vẫn chưa đủ kinh nghiệm để làm phương án lâu dài. Nếu không có những cầu thủ chủ chốt, Barcelona không thể tạo ra thứ bóng đá tốt nhất của họ.
Mảnh ghép còn thiếu quan trọng nhất được cho là Pedri, từng đoạt Golden Boy và Copa Trophy. Tầm ảnh hưởng của Pedri đối với Barca là không phải bàn cãi. Tuy nhiên do dính chấn thương vào tháng 8, Pedri chỉ có thể chơi 2 trận chính thức cho các khổng lồ xứ Catalan vào mùa này. Tuy nhiên bất chấp một vài bất lợi đang diễn ra với Barca, người hâm mộ Blaugrana giờ đây có thể mong chờ những tin tốt lành hơn. Như là Sport nhấn mạnh, Pedri đã tập luyện bình thường và sắp trở lại sân cỏ. Trận đấu sắp tới với Real Sociedad nhiều khả năng anh sẽ có tên trong danh sách đội hình cho chuyến làm khách tới sân San Sebastian. Trong buổi tập gần nhất của Barcelona, Pedri đã có mặt và hoàn thành bộ giáo án mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mặc dù anh vẫn lưu tâm đến việc mình vừa trở lại sau chấn thương, nhưng dường như không có vấn đề gì còn sót lại. Emiliano Martinez gạt bỏ hiềm khích với Mbappe. Thủ thành người Argentina bất ngờ dành những lời có cánh cho Kylian Mbappe hậu gala trao giải của bóng vàng 2023. Khi Emiliano Martinez được xướng tên cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất, trong khán phòng đã xuất hiện nhiều tiếng la ó, huýt sáo phản đối. Tình huống phá bóng xuất thần trong pha đối mặt của Colomuani được cho là nguyên nhân khiến Dibu trở thành cái gai trong mắt người Pháp. Ngoài ra, thủ thành người Argentina gây thù chuốc oán với hành động chế giễu Kylian Mbappe trong buổi lễ diễu hành mừng chức vô địch World Cup. Tuy vậy, trong chia sẻ mới đây, Emiliano Martinez đã phủ nhận sự hiềm khích với chân sút của Piazzi. Không phải vô cớ mà Mbappe được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi rất tôn trọng cậu ấy với tư cách là một cầu thủ và một người đàn ông, thủ thành của Aston Villa cho hay trên tờ Quip. Mbappe là một tấm gương để nói theo. Cậu ấy là một hiện tượng phi thường. Vô địch World Cup, chơi trận chung kết tiếp theo và ghi một cú hat-trick. Tất cả những người dân Pháp nên tự hào khi có một cầu thủ như cậu ấy. Khi Messi và Ronaldo giải nghệ, Mbappe cũng đi theo con đường của họ, sẽ giành được nhiều quả bóng vàng hơn trong tương lai. MU sở hữu tỷ lệ lọt top 4 cực kỳ thấp. Theo siêu máy tính của Opta, cơ hội để MU lọt vào top 4 là rất ít ỏi. Quỷ đỏ chỉ được cho 2,1% cơ hội lọt vào top 4 mùa này. MU đã về đích thứ 3 ở mùa giải trước, nhưng chỉ có 0,7% cơ hội tái hiện điều này ở mùa giải năm nay. Khả năng họ về đích thứ 4 là 1,4%. Đoàn quân của Ten Hag đã nhận định là không có khả năng cán đích ở vị trí thứ 2 hoặc cao hơn. Một vị trí trong top 5 có lẽ là đủ để mang về tấm vé dự Champions League cho MU khi giải đấu này trình làng thể thức mới vào mùa giải tiếp theo. Premier League hoàn toàn có thể giành được thêm một suất. Tuy nhiên, MU cũng khó có thể đạt được mục tiêu này. Cơ hội để họ về đích thứ 5 bây giờ cũng chỉ dừng lại ở mức 4,9%. MU được đánh giá cao nhất là khả năng về đích ở vị trí thứ 8 với 21,3% cơ hội. Ngoài ra, MU cũng có 14,9% khả năng rơi xuống nửa sau của bảng xếp hạng. Manchester United đã thua 8 trong 15 trận trên mở đấu trường mùa này. Đoàn quân của Ten Hag đang đứng ở vị trí thứ 8 tại Premier League, kém top 4 tới 8 điểm.